Chào tất cả anh em đến với kênh Bingamin. Thì cuối cùng Riot cũng đã công bố khoảng thời gian diễn ra cái bản beta test ở hai khu vực chính, đó là Brazil và Philippines. Rất tiếc là không có ở khu vực Việt Nam của chúng ta, nhưng không sao, chính vì vậy nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tạo tài khoản Riot ở khu vực Brazil, cũng như là cách để đăng ký trước cái bản beta test ở khu vực Brazil. Vì biết đâu trong số anh em ở đây sẽ có người may mắn lọt vào những người được test bản beta giới hạn đầu tiên thì sao. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé. Thì đầu tiên anh em vào cái trang web để tạo tài khoản Riot giúp mình nha. Cái link này mình để dưới phần mô tả. Tiếp theo anh em chọn cái khu vực mà để đăng ký. Thì ở đây mình đăng ký Brazil nên mình sẽ chọn cái khu vực Brazil. Sau khi anh em đã chọn khu vực thì bây giờ anh em sẽ ghi một cái Gmail của mình vào. Anh em có thể tạo một cái Gmail mới. Thì ở đây mình vừa tạo một cái Gmail mới và mình cũng đã thử trên 3 Gmail để biết đâu thì mình trúng thì sao. Gmail thì đúng icon@gmail.com ghi đầy đủ nha anh em. Còn nếu mình ghi phút trước thôi thì nó sẽ không có xác nhận được. Ok, sau khi đã điền Gmail thì anh em xác nhận vào cái nút bên dưới và điền cái ngày tháng năm sinh của mình vào nha. Anh em ghi cỡ trên 18 tuổi nha. Tiếp theo anh em điền cái tên đăng nhập, đó là cái tên trong tài khoản Riot cũng như là mật khẩu. Nhớ anh em nào điền tên đăng nhập mà bị trùng thì chúng ta thay đổi cái tên khác nha, còn mật khẩu thì phải xác nhận cho chính xác. Sau cùng thì anh em đánh hai dấu tích bên dưới để mà chấp thuận, và cuối cùng chúng ta xác nhận để thành công để tạo tài khoản thành công nha anh em. Khi anh em bấm vào chữ xác nhận và nó hiện lên cái dòng chữ như thế này đây đó, thì chứng tỏ chúng ta đã tạo thành công cái tài khoản này nha anh em. Thì ở đây nó có tiếng Bồ Đào Nha, cho nên tiếng Bồ Đào Nha tiếng Brazil nó cũng giống nhau, cho nên chúng ta đọc cũng không có hiểu. Sau khi đã tạo xong tài khoản thì anh em chuyển qua cái trang chủ của Riot đây. Ở đây cái trang chủ của Riot. Hiện tại trang chủ của Riot đang ở cái khu vực tiếng Anh nha anh em. Thì cũng như ở bên phía góc bên phải màn hình ở phía trên thì có một cái ô hình cầu đó, anh em click vào đó để mà mình chuyển khu vực khác. Đây anh em chuyển qua cái khu vực Bồ Đào Nha nha, bởi vì bên này không có Brazil, mà Brazil với Bồ Đào Nha thì nó cũng tương đương với nhau. Đây Portugal đây, anh em click vào cái khu vực này cho mình. Tiếp theo anh em điền cái Gmail mà hồi nãy mình mới lập đó. Cái Gmail mình lập bên tài khoản bên kia sao thì mình ghi bên này giống y như bên đó nha. Sau khi lấy điền Gmail thì anh em điền ngày tháng năm sinh giúp mình, là ngày tháng năm sinh. Đây thì mình cũng nên ghi trên 18 tuổi nha anh em. Thì sau khi đã điền đầy đủ thông tin thì anh em tích vào ô bên dưới và nhấn vào cái nút màu xanh bên dưới là chúng ta đã thành công. Đây mình sẽ nhấn ở đây. Khi mà nó hiện lên cái chữ này nè thì có nghĩa là anh em đã thành công với việc đăng ký bản beta test trước. Thì ở đây mình cũng đăng ký khoảng 3 cái tài khoản rồi. Nếu mà may mắn thì mình sẽ được chọn, còn nếu không thì thôi chúng ta đợi trong cái phiên bản chính thức. Bởi vì xác suất nó cũng không quá cao. Một phần là cái server mình ở Việt Nam mình chỉ chuyển qua đó mình đăng ký thôi. Ok, anh em nào thắc mắc gì thì để lại mình comment nha. Còn hai cái link của trang web này mình sẽ để bên dưới, từng bước gọi để mình để bên dưới. Anh em nào quan tâm đến tốc chiến và đấu trường trên mobile có thể tham gia vào group của mình, link mình để phía bên dưới. Và đừng quên like, đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất từ tốc chiến cũng như đấu trường chân lý mobile. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em.